Chào cả nhà, hôm nay nhà mình sẽ khui cái con EcoVac Daybot Slim 11. Một cái con robot vừa hút bụi vừa lau được sàn nhà. Và có một cái chức năng mới nữa là sử dụng được cả giọng nói, điều khiển được bằng giọng nói. Hai lớp là hộp trong và hộp ngoài. Này khui cái hộp này là của mua giùm cho chị Thủy. Mình kiểm tra cái máy này trước khi gửi về cho chị, coi điện đốm đâu này kia ok hay không, để gửi về Việt Nam xong rồi có gì gửi qua lại cũng rất là khó khăn. Nguyên tem luôn nè chị. Đây là cái hộp chứa nước. Vậy thì mình sẽ cho nước vào trong này. Gắn cái miếng dĩa vào. Hai bên này là để gắn cái rau chổi này luôn. Đây là hai cái chổi để quét và hút bụi vào. Còn tự động quay về chỗ khi mà nó hết pin nữa. Nãy giờ nó có điện sẵn không anh? Em mở này ra tí nữa em sẽ dán lại vào cho chị. Cái này nó cản cái pin nữa đúng không? Cái này để nó nhịp nhàng vô đụng vô tường á. Chắc hình như phải mở cái nắp lên sao. Sử dụng. Có tiếng Anh và tiếng Nhật luôn hay sao nè. Có tiếng Anh và có tiếng Nhật luôn cả nhà.
Này về anh chị xem mở mặt tiếng Anh cũng là ok nè. Tại vì hàng bán bên nội địa nên là nó có cả tiếng Nhật. Điều khiển trên điện thoại. Apple Store, Google Play. Cái chân đế để sạc máy khi mà hết pin, cứ cắm điện để đó, khi nào nó hết pin nó tự chạy về thôi. Mở cái phần bên này lên và bật lên. Đó đó. Ui, cứ chạy được à. Rồi. Sugoi. Rocky Sugoi. Nó đi được à. Đâu đâu đi. Hả? Đụng trúng cánh cửa là nó quay ra. Rô mà mở cái chân xuống hay là hả, nó hút luôn cái chân rô vào đó. Tôi có cho nó vào kìa. Chưa hả? Về nhà lỡ có vướng miếng bụi miếng gì trong đó, chị Hỷ lấy ra giùm em nha. Trúng cái hộp. Nó chạy theo cái đường mà mình cài ở trên điện thoại á. Chỉ cách mình cài thì về coi ở trong cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Xịn sò vậy mà hèn chi mấy chị không mê sao được. Đáng là cho để hết hốn rồi mẹ. Vô trong hồng luôn kìa cả nhà. Đó. Giỏi chưa? Sửa ơi. Ôi. Nó giỏi quá mẹ, đẹp quá mẹ. Nó giờ nó lao ra đường bên này rồi nè. Mua con này có lấy ha. Con này nó còn tắm hả? Con nó mới hút bụi, nó sống nó đi hút bụi hả? Nó sống nó mới đi hút bụi được chứ. Dạ. Giống cá sống hả? Ủa anh, vậy là cái này nó có sạc dự phòng bên trong hả? Có, có pin bên trong. Ủa vậy sao lên máy bay được ta? Không biết. Tại vì sạc dự phòng đâu cho lên máy bay đâu. Không được. Không được không? Nó lao ra tới bên này à, hồi nãy nó lao bên kia, giờ lao tới bên này. Lao hết cái phòng này á, lao quét hết phòng á. Đây là cái hộp, nó sẽ cho bụi vào trong này.
Khi mà mình vệ sinh xong thì mình sẽ gỡ cái hộp này ra và lấy bụi rác đem đi đổ. Có cái chổi nữa nè cả nhà. Hồi nãy giờ hút vô cũng xíu xiu nè. Ồ, nhà sạch lắm luôn rồi mà cũng hút vô bụi kìa. Ghê chưa? Thôi, rửa chả cho chị. Là cái con robot, tuy là nó là hàng của bên châu Âu nhưng mà nó sản xuất ở China và đưa vào về nội địa Nhật Bản. Hồi nãy mọi người có nghe tiếng máy chạy không? Rất là im luôn á. Thật sự con robot này chạy khá là im. Rửa sạch ra nha chị. Đó. Rồi, bây giờ mình đóng lại và trả hàng vào hồng và chuẩn bị cho cắt cánh về Việt Nam. Bye bye, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một sự lựa chọn thật là sáng suốt.